Win ơi, Trà ơi, xem anh dẫn ai về này. Em con lên chơi với anh đây à? Quân mới lên đấy hả cháu? Ở quê đói quá nên lên đây ăn nhờ đậu à? Em nói gì đấy? Cháu được nghỉ hè, anh dắt nó lên đây chơi với cô Win cho vui cửa vui nhà. Chứ có gì đâu mà em căng thế nhở? Thì em chỉ nói đùa vậy thôi. Mà tí nữa, em nấu cơm, nấu món gì ngon ngon cho hai đứa nó ăn nhá. Nhà làm gì có đồ ăn ngon? Đồ ăn ở thành phố thì làm sao mà ngon được bằng ở quê? Ngay trước mặt cháu nó, sao em nói gì kỳ vậy? Em chỉ nói sự thật thôi. Anh làm gì mà căng thế? Thôi, Win, con dắt anh Quân và hai đứa đi tắm đi nhá. Xong rồi ra ăn cơm. Đi ạ. Đi. Cháu nó ở quê lên đây chơi mấy hôm. Em liệu mà ăn nói cho cẩn thận đấy. Biết rồi. Anh ơi, Win ơi, ra ăn cơm đi này. Ý cháu là nhà bác toàn bỏ đói cháu à? Mà thôi, nhà bác chỉ có cơm canh đạm bạc như này thôi, chắc cháu không ăn được đâu. Dạ không phải đâu ạ. Ơ kìa, cháu làm gì thế? Mày thò tay vào đấy thì làm sao mà ăn được nữa? Ơ kìa, có chuyện gì đây em? Anh ra đây mà xem bên này, nó thò tay vào thức ăn thì làm sao mà ăn được? Em nói quá thế, chỉ bốc một miếng thức ăn thôi mà. Ngày xưa ấy, anh và bố nó vẫn ăn bốc suốt đấy thôi, vẫn sống khỏe bây giờ. Nhá. Cháu đã từng nghe ba kể rồi ạ. Ừ. Bố con, bác cháu nhà anh mà ăn được cái đồ bẩn thỉu như này thì ăn. Còn tôi đi ra ngoài. Bác Trà tính bác ưa sạch sẽ, cháu đừng để ý nhá. Vâng. Rồi, ăn cơm thôi. Này, bác cơm. Ăn đi mấy đứa. Bác đói quá, ăn món này ngon này. Ừ. Anh đi. Hơn. Ừ. Anh làm gì mà lâu thế? Sắp muộn giờ đến nơi rồi đây này. Sợ em dậy mà không gọi anh dậy luôn. Thân ai người đấy lo. Biết sáng nay có cuộc họp từ sáng sớm, mà đêm qua anh còn vẫn còn nói chuyện với cái thằng nhà quê như thế nữa. Sợ em cứ phải khắt khe với cháu nó đấy nhở? Gia đình nhà mình là gia đình có điều kiện. Em không thể chấp nhận nay có một đứa nhà quê, mai có một đứa nhà quê lên để ăn nhờ ở đậu như thế được. Em nên nhớ, anh cũng là xuất thân từ nhà quê. Vậy tại sao em lại khinh thường người nhà quê thế nhở? Em không quan tâm. Anh liệu liệu mà đưa cái thằng cháu quý tử nhà anh về sớm đi. Em sắp không chịu được nữa rồi đấy. Thôi làm đi em, muộn họp tới nơi rồi đấy. Anh chơi giỏi thế ui. À, đau thế ui. Đây, hai đứa nghe chơi ngoan nhá. Các bác ra đây một tí, xong rồi bác mua đồ vào cho ăn. Vâng ạ. Thế con có thích mua gì không? Mẹ mua về cho. Mẹ mua cả nơi con với cả em Quân thôi ạ. Mẹ làm gì có tiền, mẹ chỉ mua được cho con thôi. Bác lên một tí, thì bác mua bánh cho ở Quân, cả Huy nhá. Vâng ạ. Con chào bố mẹ ạ. Con chào hai bác. Ừ, bố đi đây. Vâng ạ. Bà chơi ngoan đấy. Vâng. Con sao mà em? Sao chẳng cái gì, cũng chỉ tại thằng cháu quý tử nhà anh mà bây giờ con em mới ra nông nỗi này đấy. Biết đâu ở tại thằng Win nó nghịch, chứ chắc gì ở tại thằng Quân. Tại thằng Win? Anh nói thế mà nghe được à? Chính thằng Quân rủ thằng Win đi chơi, để thằng Win trèo lên ghế lấy chìa khóa mà rồi ngã như thế này. Mà thằng nhóc này nó xui thằng Win trèo lên ghế, sao nó không tự trèo lên mà lấy đi? Em nói quá lời rồi đấy. Anh Win có sao không hả? Con tao không cần mày bận tâm. Cháu xin lỗi cô, tại cháu mà anh Win bị thương. Mày có biết nói lời xin lỗi à? Làm con tao ra nông nỗi này, rồi đến đây xin lỗi để được thương hại phải không? Này, nó chỉ là một đứa trẻ con thôi mà. Sao lại quá lời như thế nhở? Một đứa trẻ con? Một đứa trẻ con mà suýt làm hại chết con em đây này. Anh nhìn mà xem. Mà thôi, anh đưa nó về quê ngay cho em đi. Đừng để nó làm phiền em và con em nữa. Mẹ ơi, Quân không sao? Mẹ đừng mắng, em Quân đi lúc. Tại con đòi đi. Em lúc đó có cản con. Lúc con ngã, em còn đỡ con dậy. Chắc em nghĩ con bị thương nặng hơn á. Vậy là...
Trời ơi, tay chân như này sao không nói bác? Dạ không, cháu không sao đâu ạ. Cháu ở quê còn thương nặng hơn nhiều ạ. Này nhá, để bác nói, đừng có mà khinh thường nó đi nhá. Vâng. Chà, em đã biết em sai đâu chưa? Em xin lỗi. Người em xin lỗi không phải là anh, mà là Quân đây này. Quân ơi, bác xin lỗi cháu. Bác không biết chuyện gì mà đã trách cháu. Dạ không sao đâu ạ. Nếu là mẹ cháu đã cho cháu ăn một trận no đòn rồi. Thôi, tối nay cả nhà mình đi ăn hàng đi. Tối nay bác mời. Thế anh có được mời đi không đây? Anh đi thì đi, nhưng mà em dùng tiền của anh mà. Cứ tưởng giàu thế nào, tưởng được bao. Đấy, đi ăn nhá. Vâng. Khỏe cho con. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Có người đánh tôi. Ê con điên, có thấy có một thằng nào vừa chạy qua đây không? Nó chạy ở kia kìa. Mày mà đưa bố mày nó chạy ra con ạ. Đi rồi. Tôi đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Không, anh đẹp trai ăn cháo đi rồi em kể cho anh. Anh ăn cháo đi. Tôi cảm ơn. À, lúc nãy anh đẹp trai bị người ta đánh, may là có em cứu anh về đây đấy. À, tôi nhớ rồi. May quá là có cô. Không có, tôi bị người ta đánh chết mất. Chuyện kể ra thì dài lắm. Tôi bị người ta lừa, bắt ký giấy nợ. Bây giờ tôi chẳng còn gì cả. Đúng là đồ đẹp trai ngốc nghếch. Mà tôi chưa biết tên của cô. À, em là My. Anh đẹp trai tên gì ấy? Tôi là Trung. Anh Trung đẹp trai. Tôi có thể ở đây một vài hôm được không? À, được, được chứ. Anh ăn cháo đi này. Tôi cảm ơn. Không có gì đâu. Ơ, chết, em đi ra ngoài kia nấu cơm đây. Anh ăn đi nhá. Em phải viết thế này mới đúng này. Đây, anh chỉ cho. Nào. Em phải cầm như này. Đó. Đây, em phải viết thế.
thấy dễ hơn chưa? Chung ngủ đi. Thế anh ngủ trước đây. Em học xong rồi ngủ sớm đi nhá. Mi biết rồi, Chung đi ngủ đi. Mi học xong rồi Mi đi ngủ sau. Ừ, em ngủ ngon nhá. Ngủ trước đây. Chung ngủ ngon nhá. Chị ơi, chị xem lại hồ sơ em ạ. Tao không nhận rồi. Mày đi về đi. Mày làm tao điên lắm rồi đấy. Có chuyện gì mà ồn ào đấy? Sếp xem, con dở hơi này đã không có bằng cấp gì rồi, vẫn cứ đòi xin vào ham làm. Em đuổi đi không chịu về. Có chuyện gì thì từ từ mà nói chuyện. Sao phải ẩn người ta vậy? Mi, là Mi phải không em? 5 năm qua em lại đi đâu? Anh không tìm được em. Anh Trung đẹp trai này. Cô này là người quen của sếp ạ? Cô ấy không những là người quen của tôi, cô ấy còn là người thương và là vợ sắp cưới của tôi nữa. Không thể nào, người như sếp mà cũng quen những người lơ nga lơ ngơ như cô này ạ? Tôi thật không ngờ ở Ham Group này lại có một cô thư ký mà khinh người như cô. Từ ngày mai, cô không cần phải đến công ty ở đâu. Ôi sếp, em xin lỗi, em biết em sai rồi ạ. Cô đừng nói nữa. Cô đi về đi. Nếu 5 năm trước không có em cứu anh, thì có lẽ bây giờ không có Ham Group rồi. Lúc đấy, anh phải bỏ đi vì anh lo sợ bọn côn đồ sẽ quay trở lại và hãm hại em. Lúc anh quay lại thì không thấy em đâu nữa. Em đã đi đâu hả Mi? Em về quê để bố mẹ em chăm sóc em với cả đứa bé. Là thật sao?
con trai hay con gái hả em? Giống ai nữa. Cảm ơn ông trời đã cho tôi một gia đình. My, em là món quà quý giá nhất của đời anh. Để anh nói em nghe này. Giờ anh không biết làm gì cả. Bố em không thích anh. Bố em còn xỉ vả anh nữa. Bây giờ anh phải làm gì hả Quyên? Anh nghĩ chúng ta chia tay thôi. Không, em yêu anh. Anh đi đâu anh cho em theo với. Em có biết em đang nói gì không hả Quyên? Em đang bảo là bỏ nhà theo anh đấy. Em bỏ bố mẹ em để theo anh đấy. Nhưng mà như thế khổ lắm. Em không sợ khổ. Chỉ cần có anh, đi đâu cũng được. Khổ em cũng chịu được, em không sợ. Được rồi, anh sẽ dẫn em đi. Ui, em làm gì đấy? Anh giật cả mình. Ngồi đi em, ngồi đi. Anh, em có một tin vui và một tin buồn, anh muốn nghe tin nào trước? Thôi em nói đi. Anh phải chọn cơ. Tin buồn trước đi. Chắc chắn chưa? Chắc chứ sao không? Tin buồn là từ nay cuộc sống của chúng ta sẽ vất vả hơn rất nhiều. Cái gì? Cuộc sống của chúng ta vất vả hơn được cơ á? Thế thì đấy đúng là tin buồn rồi đấy. Vậy còn tin vui thì sao em? Tin vui là đèn em có thai rồi. Là thật sao? Vâng. Anh nhớ là anh đã cẩn thận lắm rồi cơ mà. Em cũng không biết, em thấy trong người khó chịu cho nên em mua cái thứ hai về thử. Anh, chúng mình để đẻ nhá. À, chỉ cần em để thích là được mà. Ấy ra ngoài có chút chuyện. Em trông hàng giúp anh nhá. Anh đi đi. Em ơi, tôi có một cá nào. Vâng ạ. Anh về vợ rồi. Ôi. Cô là ai ạ? Tao là ai mày không cần biết. Dù sao cũng cảm ơn vì cô đã đưa anh ấy về. Anh... Tránh ra. Đưa anh ấy về là phận sự của tao. Không cần mày phải cảm ơn. Anh làm sao thế này? Anh ơi, anh tỉnh lại đi. Anh ơi, làm sao thế này? Anh tỉnh lại đi. Tránh ra. Mày không được đụng vào anh ấy rồi cơ mà. Điếc à? Cô là cái gì mà dám động vào anh ấy? Anh ấy là chồng của tôi tự lo được cho anh ấy. Anh tỉnh dậy. Tránh ra. Thì bây giờ cô muốn như nào? Tôi làm bảo vệ ở đây, một tháng rửa không biết bao nhiêu cái xe, được bao nhiêu tiền tôi đều đưa hết cho cô. Cô còn muốn cái gì nữa? Anh nói thế mà nghe được à? Anh nghĩ số tiền anh đưa cho tôi mà đủ để nuôi con à? Số tiền anh đưa cho tôi không đủ để tôi nuôi con đâu. Anh nghĩ mà xem, trước khi mà yêu anh ấy, có biết bao nhiêu đại gia theo đuổi tôi mà tôi vẫn chọn anh. Anh hứa là anh sẽ yêu thương tôi, cung phụng tôi, không phải để tôi phải khổ. Còn bây giờ thì sao? Tôi bụng mang dạ chửa như thế này vẫn phải vác mặt ra đường để đi làm, bưng bê cho người ta. Tôi cung phụng cô như thế còn chưa đủ à? Cô cảm thấy không chịu được ấy thì biến. Khốn nạn. Anh nói thế mà nghe được à? Anh cút đi. Cô cướm tát tôi. Cô ơi, xe tôi xong chưa? Để giúp tôi cái xe. Cô, tôi đã bảo là cô cút đi rồi cơ mà, tại sao bây giờ cô vẫn xuất hiện ở đấy? Quyên, anh xin lỗi.
Em tha lỗi cho anh. Cho anh một cơ hội với. Mắt anh bị mù à? Anh không nhìn thấy là tôi đang cầm tay ai à? Bây giờ mà anh vẫn còn liêm sỉ để nói là muốn quay lại với tôi. Còn cô, ngày xưa tôi bụng mang dạ chửa, cô đuổi tôi ra khỏi nhà. Bây giờ cô đang phải gánh chịu hậu quả mà cô gây ra. Cô! Anh, mình về thôi. Chắc là con đang nhớ mình rồi đấy. Kìa cậu, tôi đang nhờ cậu lấy xe đấy. Về! Đi về! Alo, Cường nhá. Ông cho tôi vay 50 triệu được không? Ừ, giờ này ông làm ăn được không đấy? Không được à? Ừ, thế thôi vậy. Alo Hùng ơi, ông số tiền tôi hỏi ông ấy, ông có không? Ừ, tại con bé của tôi nó lỡ bị ung thư máu, nên bây giờ phải xoay tiền. Cái gì? 50.000 cũng không có á? Ừ, thế thôi vậy. Nguyên ơi, alo. Lũ khốn nạn, bạn mới trở về. Alo, ông có tiền tôi vay không? Ông nào ở đây? Vay mượn cái gì hả? Dạ, sếp đấy ạ. Tập trung công việc đi. Tôi là tôi thấy cậu hay chỉnh mảng lắm đấy nhá. Dạ vâng, em biết rồi ạ. Bà này. Dạ. Cái hợp đồng bên KT tôi ra cho cậu. Bây giờ cậu đi gặp giám đốc KT cho tôi. Bà ấy là bà ấy khó tính lắm ấy. Dạ vâng ạ. Sếp cứ để hợp đồng đấy em lo ạ. Thế nhá. Dạ vâng ạ. Em mời chị vào nhà. Dạ. Em mời chị vào ạ. Chị ngồi ghế đấy ạ. Em đi lấy nước ạ. Chị uống nước cho đỡ khát đi ạ. Ừ, cảm ơn cậu. Chị có phải là chị My ở công ty KT không ạ? Đúng rồi. Dạ vâng. Sao chị không để cho ký hợp đồng của công ty cho nó trang nghiêm hả chị? Chị tiện thì chị qua thôi. Còn gì mà phải khách sáo đấy. Dạ. Thì như đã trao đổi với chị thì đây là bản hợp đồng em đã gửi qua mail cho chị. Thì bây giờ em đã... Chị nói gì ạ? À không có gì đâu. Vâng ạ. Thì đây là bản hợp đồng em đã soạn sẵn ra rồi. Chị chỉ đọc xong ngồi ký thôi ạ. Dạ, chị xem giúp em. Hợp đồng thì ký lúc nào trả được? Chúng mình đi tâm sự một tí nhá. Chị xem qua bản hợp đồng giúp em nhé. Thế cậu đã lập gia đình chưa? Em có một vợ và một đứa con gái rồi chị ạ. À thế à? Thế mẹ con cô ấy đâu? Hai mẹ con sang bên nhà ngoại rồi chị. Thế đi làm có đủ tiền nuôi vợ con không? Thì cũng chỉ mục tiêu thôi chị ạ. Chị biết mà, với đồng lương ba cọc ba đồng văn phòng của các cậu ấy, chỉ thế thôi. Nhưng mà chị có cách giúp cậu làm giàu đấy. Cách gì đấy ạ? Chị có chỗ nào tốt, chị giới thiệu em đấy ạ. Được thôi. Chị bảo này, là người yêu của chị nhé. Em muốn gì cũng được. Không bao giờ. Chị tìm nhầm người rồi. Tôi mời chị về cho. Thế còn bản hợp đồng thì sao? Còn về bản hợp đồng này, tôi sẽ nói với sếp của tôi. Còn bây giờ mời chị về cho. Thôi được rồi, chị cho cậu 2 ngày để cậu suy nghĩ, sau đấy cậu trả lời chị. Còn bây giờ chị về. Anh uống nước đi, trông mình có vẻ mệt đấy. Mà nay bác sĩ nhắn em, ông ấy bảo không còn nhiều thời gian đâu.
Anh đã lo được tiền chưa? Tiền. Cô mở mồm ra là tiền. Cô có giỏi thì cô tự đi mà lo đi. Anh làm sao vậy? Anh em, rồi bạn bè, đúng là một cái lũ khốn nạn. Hỏi vay tiền thì khó hơn cả lên trời. Hay là mình thử hỏi gia đình hai bên xem có giúp đỡ được gì hay không. Bố mẹ già cả hết rồi, liệu em xem bố mẹ còn chịu đựng cái cú sốc được này không. Vậy bây giờ mình phải làm sao hả anh? Còn làm sao nữa, phải bán cái nhà đi thôi. Anh điên rồi. Bán nhà thì mình ở đâu? Em nói anh điên á? Có giỏi ý thì em tự đi mà lo đi. Anh Trung. Con gái mẹ đang xem cái gì đấy? Con đang xem màn hình. Ôi, sao lại sốt cao thế này? Anh lại đi đâu nữa? 7 giờ tối rồi đấy, con còn đang sốt đây này. Anh đi công tác mấy ngày mà anh đi làm chứ phải đi chơi đâu. Anh đi làm mà sao xịt nước hoa thơm thế? Này, em lại nghi ngờ anh vớ vẩn rồi đấy. Em ở nhà lo mà chăm con bé đây này. Anh đừng làm gì có lỗi mẹ con em được. Anh biết rồi, con gái bố ở nhà ngoan nhá, nghe lời mẹ này. Xong rồi bố đi mấy hôm rồi bố về nhá. Hai mẹ con ở nhà nhá. Anh đi nhá. Để mẹ xem còn thuốc hạ sốt không nào. Chết rồi. Anh xem qua đi. Đây là hợp đồng tình yêu. Chỉ cần anh làm người yêu em 3 tháng thì anh sẽ có 500 triệu để chữa bệnh cho con. Chỉ cần 3 tháng rồi chị sẽ không làm phiền tôi nữa đúng không? Còn tùy vào sức của anh. Ký đi. Tôi ký xong rồi đây. Các người đang làm cái trò gì vậy? Ơ kìa, sao em lại ở đây? Tôi không ở đây thì làm sao bắt được đôi gian phu dâm phụ các người? Tôi không ngờ anh lại cặp kè với một mụ già đáng tuổi mẹ anh đấy. Không có một người mẹ nào giàu có như tôi đâu, cô gái ạ. Đồ hồ ly, hôm nay mày chết với tao. Còn non và xanh lắm, em gái ạ. Bảo sao ấy, chồng chán chồng chê. Kìa em, thôi. Anh bỏ tay ra. Chị bảo này, hai em ký vào đây. Đơn ly hôn ấy, tôi đã soạn sẵn rồi. Không bao giờ ký vào đây đâu, đồ độc ác ạ. Để tao nói cho mày biết nhá. Tao mà đã muốn cái gì thì đừng có giữ. Chị làm gì đấy, chị quá đáng rồi đấy. Anh còn nhớ bản hợp đồng chúng ta đã ký chứ? Không có hợp đồng gì cả. Tôi xin chị, chị buông tha cho tôi. Được thôi, thì bây giờ trước mặt em, anh đánh nó, em sẽ cho hai người về. Đánh đi. Bố ơi, bố làm gì thế? Ôi kìa con gái, sao con lại đây? Chọn vợ hay chọn con thì tùy. 500 triệu chứ không ít đâu.